mình xin chào tất cả mọi người nhé, lại là mình đây. Thì ngày hôm nay mình lại tiếp tục làm clip về ăn uống mọi người ạ. Thì hôm nay mình có đi ra ngoài chợ, mình tìm thịt bò để mua về để làm thịt bò sốt vang. Nhưng mà do mình là đi chợ muộn quá nên là hết mất thịt bò. Thế là còn một miếng thịt lợn thì mình bây giờ cũng chả còn lựa chọn nào nữa. Bởi vì là mình đang muốn ăn thịt bò sốt vang mà thì không có, thì mình lại phải mua một miếng thịt lợn mang về sốt. Thì từ trước giờ mình cũng chưa thấy ai làm thịt lợn sốt vang, nhưng mà bởi vì là mình đang thích ăn sốt vang nên là mình vẫn quyết định là mua miếng thịt lợn để về làm thử xem thịt lợn sốt vang ăn nó có giống thịt bò sốt vang không, biết đâu đấy, ngon hơn là thịt bò thì sao. Thì bây giờ mình đã mua hết tất cả các đồ rồi mọi người ạ. Thì bây giờ mình sẽ chế biến nó nhé, mọi người mời mọi người theo dõi hết clip của mình nhé. Thì bởi vì là kênh của mình cũng còn đang rất ít người đăng ký nên là mong các bạn đã xem video của mình thì cho mình xin một lượt đăng ký nhé và một lượt like nhé mọi người nhé. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chế biến cái món thịt lợn sốt vang nhé mọi người nhé. Đây mọi người ơi, bây giờ mình đã mua được một miếng thịt này này. 8 lạng, mình hình như cái gì 8 lạng hay sao? Cái này là hạt tiêu này, ngũ vị hương này, quế này, hồi mới thảo quả nhé mọi người nhá, cà rốt, khoai tây, tỏi, hành, những cái sốt vang là phải có quế hồi thảo quả mới cả ngũ vị hương mọi người ạ, không có thì coi như là không phải là sốt vang luôn. Đây miếng thịt lợn này, thịt lợn tươi luôn mọi người nhá. Thế bây giờ mình sẽ rửa nó, chế biến nó nhé mọi người nhé. Giờ mình phải nướng qua thịt mọi người ạ. Mình sẽ nướng qua cho nó săn lại. Nếu mình vẫn nướng thịt. Để rất nóng hết mọi người ạ. Mọi người ơi, sau khi mình đã làm khoai tây này, cà rốt này, ngũ vị hương các thứ, hành mấy tỏi là mình đã cho vào đây rồi nhá. Thì mình cũng đã vừa nướng xong rồi. Thì bây giờ mình cho thêm gói ngũ vị hương này. Mình vào linh luôn. Thơm lắm mọi người ạ. Cái hạt tiêu nữa mọi người nhé. Này, cay cay tí ăn càng ngon. Cho một
cho một ít nước mắm này, mì chính nữa vào. Thơm quá, thơm kinh khủng luôn mọi người ạ, thơm lắm. Ôi, tuyệt vọng. Ngon quá. Được, nóng bia lắm. Bỏ này. Mình mời mọi người nhá. Nóng quá. Ngon. Ăn này nó cũng như thịt bò mọi người ạ. Nó có thịt ngon hơn, ăn mềm. Thịt ngon lắm mọi người ạ. Rất ngon luôn. Đó. Còn đã mang luôn mọi người ạ. Sườn mềm. Đây mọi người ơi. Thơm, thảo quả với hồi các thứ. Ngũ vị hương, thơm lắm. Quá ngon luôn. Mình sẽ ăn hết đĩa này luôn nha mọi người nhá. Miếng thịt ăn mãi không hết, nhựa to lắm mọi người. Miếng thịt này quá to luôn. Đợi mãi, nình bao lâu. Còn đó mầm.
Mọi người ơi, video mình xin kết thúc tại đây nhé. Mình ăn no quá, còn 2 miếng. No quá không ăn được nữa. Thì nếu mà các bạn thấy hay thì cho mình xin một lượt đăng ký và một lượt like nhé mọi người nhé. Bởi vì kênh của mình cũng đang rất là ít người đăng ký.